ông này. Cua rất giỏi này, cũng vào cua rất là lẹ này. Hai thải vẫn ăn à? Hiện tại đang ở trung tâm hội nghị quốc gia ở trên Hà Nội, đang tham dự một cái chương trình gọi là của Yamaha cho lái thử xe ở phía sau mình đây. Thì lát nữa mình sẽ vào quay cận cảnh cho các bạn xem quá trình lái thử xe. Thì lên đây các bạn có bằng gọi là bằng lái B2 của ô tô ấy, sẽ vào đây đăng ký. Đấy, sẽ được lái nhá. Rồi, mình tí nữa mình sẽ vào quay cho các bạn xem đây sau lưng mình. Đấy, thấy chưa? Đây kia là các hoạt động đang diễn ra. Trong kia ồn quá, mình phải ra đây để nói cho các bạn biết. Thôi, mời các bạn cùng vào xem nhé. Ăn đi, cứ ăn đi. Chán nhờ. Ơi. Ờ, chiều ăn đi thôi, cũng tiện thôi, xe. À, chiều có một cô cá thế này bán lại đau bụng. Ăn đi thôi nhá. Đi thôi, xe nhá. Ăn được hay chưa? Không có nôn vào xe đấy. À, chào các bạn nha, mình đang ở triển lãm mô tô xe phân khối lớn của Yamaha nhé. Đây. Đây là chương trình triển lãm các dòng xe phân khối lớn của Yamaha. Khủng, siêu khủng. Đây có chương trình chạy thử xe nhé. Hai thải vẫn ăn à?
ăn đi thôi. Thì phép quay tí cho anh. Đây là phụ kiện của xe anh. Không sờ vào. Đừng sờ vào, đừng sờ. Đèn chiếu sáng cái xe đi con. Để trang trí à? Đây là phụ kiện trang bị áo nón này, găng tay này. Đấy. Đúng rồi, tí là xem chủ tịch lái xe nhá. Nào nào nào, đừng đè vào, đừng đè vào. Đừng đè. Xin nhắc lại, xin mời khách hàng lái thử xe XMAX 300 số thứ tự 1, TMAX 560 số 1, R7 số 1, MT07 số 1, MT09 số 1, MT10 số 1, MT10SB số 1, XSR900 số 1, Tracer 9 số 1 và Tenere số 1. Các bạn vui lòng nhanh chóng trở về khu vực lái thử để nhân viên hỗ trợ các bạn nhận xe. Chị ở đây có cấm bay flycam không? Dạ. Người ta có cấm bay flycam. Dạ, nhà nước cấm mà lên trong khu này thì phải em cấm. Nói chung là muốn bay nhưng mà hỏi. Trong quá trình lái thử, các bạn vui lòng tự chuẩn bị mũ bảo hiểm 3/4, quần dài và giày bịt mũi để đảm bảo các an toàn trong quá trình lái thử. Xin mời các khách hàng lái thử xe XMAX 300 số thứ tự 1, TMAX 560 số thứ tự 1, R7 số thứ tự 1, MT07 số thứ tự 1, MT09 số thứ tự 1, MT10 số thứ tự 1, MT10SB số thứ tự 1, XSR900 số thứ tự 1, Tracer 9 số thứ tự 1 và Tenere số thứ tự 1. Các bạn vui lòng trở về khu vực lái thử để nhân viên hỗ trợ các bạn nhận xe. Các bạn nhanh chóng trở về khu vực xe để nhân viên hỗ trợ các bạn nhận xe. Đây đang vào nhận xe để chạy thử các bạn nhé. Có ông bạn mình đã lên xe đây rồi. Xin mời khách hàng lái thử xe MT09 số tự số 1, khách hàng lái thử xe R7 số tự số 1 và TR số tự số 1. Các chị vui lòng trở về khu vực lái thử để nhân viên hỗ trợ các anh chị nhận xe. Hơn nữa xin mời khách hàng lái thử xe MT09 số tự 1, R7 số tự 1 và TR số tự 1. Các bạn vui lòng trở về khu vực lái thử để nhân viên hỗ trợ các bạn nhận xe. Ai dẫn vậy?
chưa đủ người hay sao đúng không? Phúc ơi, em dẫn hả? Đứng hàng anh đấy, không được vào đây. Một lần nữa xin mời khách hàng lấy thử xem MT09 số thứ tự 1 và R7 số thứ tự 1, các bạn vui lòng trở về khu vực lấy thử để nhân viên hỗ trợ các bạn nhận xe. Trong quá trình lái thử, các bạn vui lòng chỉ di chuyển theo một đường thẳng dưới sự hướng dẫn của điều phối viên. Các bạn trở về vị trí. Sẵn sàng. Xuất phát. Nó cho đi mấy vòng biết. Chắc. Đi. Đấy. Đấy anh này đi chuẩn chưa? Ông này một người chắc được 5 vòng nhỉ anh nhỉ? Dạ. Cho đi mấy vòng anh? 2 vòng anh ạ. 2 vòng à? Vâng. Lai cam thì đẹp. Đúng rồi, trắng này đua rất giỏi này, đua vào cua rất là lẹ này. Hết rồi. Chắc là tiếp nhận ý kiến của anh em hôm nay mở rộng đường, kéo dài đường hơn. Đây là kết thúc 2 vòng. Hai vòng là hết chương trình đi lái thử. Hai vòng phê không Tịnh ơi? Đây là top 1 đã lái xong, lái trải nghiệm xong top 1. Bây giờ chắc là top 2 bắt đầu. Tham gia lái thử nghiệm xe của mình với hãng Jam Auto cùng anh bạn của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho kênh Hải Úc một like nhá. Đây, sau này vẫn diễn ra lái này, nhưng mà mình sẽ đi lên Sơn Tây để xem chương trình Roboto Offroad. Rồi, kênh Hải Úc TV chào tất cả các bạn nhá.